Hiền Hồ xin lỗi xong có bị mất siêu xe 13 tỷ không mà lại xóa vội loạt ảnh G63. Một trong những điều quan tâm nhất trong chuyện ồn ào của Hiền Hồ là siêu xe Mercedes AMG G63 có giá 13 tỷ đồng. Chiều 19 tháng 4, Hiền Hồ chính thức bỏ lại Facebook cá nhân lên tiếng về lùm xùm gây chấn động showbiz thời gian qua. Gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả, người hâm mộ, những người liên quan trong vụ ồn ào, nữ ca sĩ đồng thời nhận hết những lời chỉ trích. Cô cũng cho rằng những hành động của mình xuất phát từ những suy nghĩ chưa thấu đáo, chín chắn dẫn tới nhiều hệ lụy. Khép lại tâm thư, Hiền Hồ cũng mong nhận được sự cảm thông bao dung từ mọi người. Từ tận đáy lòng, em xin nhận hết những lời chỉ trích dành cho mình. Đó là bài học rất lớn trong cuộc đời mà em phải dành nhiều thời gian để tự chất vấn và nhìn nhận lại bản thân một cách tường tận, thấu đáo. Bên cạnh đó, em cũng cảm ơn những lời bình luận, phân tích, cũng như những chia sẻ động viên của tất cả mọi người. Bài học lớn này đã giúp em thức tỉnh và nhìn nhận lại những gì đã xảy ra. Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua. Em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan, Hiền Hồ bày tỏ. Khỏi phải nói, ngay khi có động thái mới, Hiền Hồ lại tiếp tục chiếm sóng. Phát ngôn của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dân tình. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau nói về Hiền Hồ, phần lớn không chấp nhận lời xin lỗi của nữ ca sĩ. Một số bình luận của khán giả, tức là nếu không bị bóc thì em còn néo chồng người ta để bài tiền mãi chứ gì. Trình Tự bị phốt im lặng, chờ khi đỡ bị nhắc, lên tiếng đính chính nhận lỗi, im lặng tẩy trắng. Thật ra mình nên đi xin lỗi vợ của người đàn ông đó là đúng đắn nhất á. Vết xước tạo cho người khác mãi mãi không lành lặn lại được. Xin lỗi là được chứ gì, xin lỗi xong là tôi có thể đi đánh golf và ra MV như thường đúng không? Nghe nói khán giả Việt Nam dễ dãi lắm. Em còn muốn sự thông cảm gì khi đi cặp bồ với người đã có vợ hả Hiền ơi? Không bị lộ thì em có buông chồng người ta ra không? Với lại lên truyền hình diện nét ngây thơ, đi chùa đồ mà giật chồng người khác thì ai dám chứng nào cho em hả Hiền? Ngoài ra, một trong những điều quan tâm nhất trong chuyện ồn ào của Hiền Hồ là siêu xe Mercedes AMG G63 có giá 13 tỷ đồng. Bây giờ fan tiếp tục thắc mắc rằng Hiền Hồ xin lỗi xong liệu có mất Mercedes AMG G63? Đây là câu hỏi khá hóm hỉnh và rất khó trả lời của fan dành cho Hiền Hồ. Tuy nhiên, khoảng thời gian nữ ca sĩ im lặng thì có nhiều thông tin Mercedes AMG G63 được sở hữu chính chủ, tức siêu xe thuộc về Hiền Hồ. Thế nhưng ngay khi Hiền Hồ mở lại Facebook, dân mạng cũng phát hiện hình ảnh xế hộp G63 đã đồng loạt bay màu trên trang cá nhân của cô. Không rõ nguyên nhân loạt ảnh này biến mất, song một số cho rằng có thể nữ ca sĩ đã âm thầm xóa đi để tránh thêm sự soi mói. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng trước đó Hiền Hồ chỉ đăng tải hình ảnh G63 trên Instagram hoặc fanpage. Hiện cô vẫn chưa mở lại các trang mạng xã hội này. Hiền Hồ tên thật là Hồ Thị Hiền, sinh năm 1997, được chú ý sau khi đạt giải Á quân chương trình giọng hát Việt ở tuổi 20. Theo đuổi dòng nhạc ballad, Hiền Hồ sở hữu nhiều bản hit như Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dân, Em Ngày Xưa Khác Rồi, Cưới Nhau Đi. Cuối tháng 3 vừa qua, loạt ảnh thân mật của Hiền Hồ và ông Hồ Nhân lan truyền trên mạng xã hội. Trong nhiều hình ảnh, Hồ Nhân và Hiền Hồ ôm nhau thắm thiết, khiến khán giả cho rằng họ có quan hệ tình cảm. Khi đó trả lời riêng, ông Hồ Nhân khẳng định hai người chỉ là anh em họ của nhau. Anh em nương tựa nhau giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu, ông Nhân nói với Dinh. Thế nhưng ngay sau đó, một loạt ảnh riêng tư thân mật của nữ ca sĩ và vị đại gia kia lại tiếp tục bị tung ra, phát tán theo từng đợt như rất bài bản. Vụ việc khiến Hiền Hồ vấp phải nhiều chỉ trích. Ngay khi vướng ồn ào, giọng ca 9X khóa toàn bộ các trang mạng xã hội. Cho tới nay là tròn một tháng mới có động thái comeback.